Nhất là mình sẽ sử dụng cái này để mình làm cái trang gọi là bìa sách. Nếu mà các bạn làm bằng Illust thì được, nhưng mà làm bằng xốp trong trường hợp này thì mình lại có cách nào? Tại vì còn mới quả đúng không nhỉ? Thứ nhất là đây mình sẽ mở cái file ảnh cho các bạn xem. Rồi thì để chuyển cái này thành một cái trang sách thì các bạn một là các bạn cắt cái này nó gọn gàng đấy, nhìn các bạn dùng cái crop này. Nếu mà trường hợp mình cần cắt gọn gàng thì mình để kích thước tự do mình cắt. Sau khi cắt gọn gàng mà muốn kích thước xác định thì lại sao nhỉ, đánh giá trị lên đúng không? Còn như thế thôi mình làm này đã. Bây giờ mình có cái ảnh này, các bạn chuyển nó thành màu đen màu đỏ như nào, các bạn chuyển nó thành đỏ đen này như nào, hòa trộn hay là cắt ghép? Theo các bạn thì như hôm trước mình dạy các bạn ấy thì các bạn nên cho cái này thành hai màu thì đen trắng rõ ràng hơn đúng không? Biến thành đen trắng này, Ctrl L chấm đen vào cái phần này và chấm trắng vào cái khu vực này. Thấy chưa? Thì khi các bạn có này rồi thì các bạn sử dụng cái kỹ thuật khử bỏ màu gì nhỉ? Màu trắng. Vì yêu cầu của mình bây giờ nó chỉ là gì? Tất cả phần màu trắng thành màu gì? Màu đỏ hết. Thì mình khử cái màu trắng đi bằng hòa trộn. Thì một là các bạn sẽ phải tạo layer mới ra, rồi các bạn đổ cái màu đỏ vào và các bạn hòa trộn. Như này. Khử trắng là cái gì? Multi hay screen? Multi. Đúng không? Nếu mà làm như này thì nó thành cái gì nhỉ, hai layer nó vướng. Các bạn nên chơi trò gọi là hiệu ứng. Các bạn kích lúc layer, các bạn chọn hiệu ứng hòa màu, nó là color overlay. Thì với hiệu ứng hòa màu này, nếu mặc định của nó là normal thì các bạn thấy là nó hòa cho các bạn một màu xanh như này, opacity các kiểu đây nữa. Nhưng nếu mình không muốn nó mặc định normal, các bạn chọn chế độ nó là gì nhỉ, multi, thì mình sẽ có một cái hiệu ứng hòa màu trong layer, nhưng nó lại có luôn cái chế độ gì nhỉ, multi trong đấy luôn. Thì cái layer của các bạn sẽ gọn gàng hơn, nó nhìn như này. Đấy các bạn nhìn nhá, tại sao ngoài này nó là trắng đen mà đây lại là màu xanh? Vì đang có hiệu ứng hòa màu. Thấy chưa? Đấy làm kiểu này. Thì các bạn lấn sân thêm vào cái mục gì ở hiệu ứng của layer này mạnh hơn nữa. Muốn thay màu một cái gì ấy, các bạn có thể chỉ cần bật cái hiệu ứng hòa màu lên thôi. Đấy, ví dụ một cái cánh chim hoặc cái gì đó mà mình muốn thay sang màu khác cũng chỉ cần hòa màu. Thì nhiều khi các bạn kiểm tra file ấy, các bạn chú ý là cái mục gì nhỉ, fx này có cái tam giác, các bạn sổ lên hoặc là cắm xuống để nhìn thấy hiệu ứng đang có nha. Rồi thì sau khi có cái như này bây giờ mình xem nào, mình sẽ tạo lớp mới bên ngoài. Thế bây giờ mình muốn cái màu đen này thành màu khác thì làm thế nào? Đó, thế bây giờ ví dụ như là mình đặt ra yêu cầu phức tạp hơn, tức là cái màu chỗ sáng sẽ là màu xanh, còn chỗ đen này mình sẽ là màu xanh đậm, thì lại hòa trộn tiếp à? Mình sẽ thử vào trong này xem. Đây, các bạn sẽ thử nha. Anh chưa thử bao giờ, anh thử cộng thêm một cái hòa trộn nữa. Mình có mấy cái nhỉ? Hai cái. Cái này mình sẽ để hòa trộn nó là screen và mình để nó màu này. Đấy, ok. Thì các bạn thấy ở đây nó có mấy cái color ở đây nhỉ? Hai cái. Thấy chưa? Với hai cái như này, một cái là các bạn để là screen, một cái là mình để là multi. Thấy chưa? Thì một cái nó sẽ hòa màu trắng, một cái hòa màu đen. Kiểu đấy anh được. Còn nếu mà trong đấy mà các bạn thấy không nhai được ấy, thì các bạn làm bên ngoài. Đấy vì bao giờ nó có cái hiệu ứng vào hòa trộn vào đâm ra nó bị sáng. Đại khái là hai lớp nó đè nhau nó sẽ có hòa trộn với hai thằng màu xanh tự hòa nhau đó. Thì ví dụ trường hợp các bạn có một cái này đi, các bạn thử tạo bên ngoài xem. Và bây giờ mình thử hòa bên ngoài xem. Bây giờ mình hòa bên ngoài, mình sẽ đổ màu xanh. Hòa trộn nó là screen. Đây. Đấy. Xem nào. Làm cái kiểu được, làm cái này được. Đấy nhá, thì các bạn chú ý là khi mà các bạn dùng hiệu ứng ấy, có một số hiệu ứng là các bạn sao nhỉ, nhân hai cái được. Được chưa? Ok, đó thì các bạn là chuyển thể cái này thành cái màu hợp lý cho mình.
Thì sau khi các bạn có này rồi, các bạn sẽ chuyển nó về từ A4 để mình làm cái sản phẩm này. Thì làm sao chuyển thành từ A4 được? Một là tạo file mới và nhấc sang, và còn nếu không thì các bạn cắt cái này ra thành từ A4. Thế thôi. Thì mình sẽ cắt cái này đi. Ví dụ các bạn cắt thành 21 cm và 29 cm. Thế thôi. Độ phân giải nó đang là bao nhiêu kệ nó. Cắt ra. Rồi. Thì các bạn chú ý cắt ảnh nó có một số trường hợp. Cắt ảnh nó bị khóa khác, cắt ảnh bị mở khóa nó khác. Ví dụ như là cái file gốc như này. Thấy nhá. Tức là nó vẫn còn gọi là layer gì nhỉ? Mình raw này. Mình cắt nó lớn lên ấy. Thì mình thấy cái nền của nó sinh ra ấy, nó sẽ là cái màu đen này. Tức là cái màu sinh ra nó sẽ chính là cái màu bên dưới. Ví dụ như các bạn cắt này. Nếu mà trường hợp layer quá cắt nó sẽ như này. Còn nếu trường hợp bị mở khóa mình cắt thì nó sẽ ra gì nhỉ? Trong suốt. Đấy thì các bạn nhạc nào các bạn nhảy được. Ví dụ như trong trường hợp như này. Mà nếu nó background thì bạn thì chuyển nhá, ví dụ như là vào layer new một cái background từ cái layer background form layer thì cái layer này lại thành background. Thì bây giờ nếu một trường hợp nó quá này nha, các bạn cắt này. Ví dụ như này, không may nó lỗi như này tí chẳng hạn. Các bạn kệ, các bạn lại nhân đôi lên xong các bạn làm gì đấy. Đẩy bước để các bạn xử lý cái này. Đúng không? Thì tốt nhất là các bạn mở khóa ra, các bạn cắt cái này thành A4. Đúng không? Đó, cắt này thành A4. Thì sau khi các bạn có này rồi, các bạn đổ cho mình cái nền trắng dưới là xong. Bằng lớp mới và lôi xuống. Ok, thế thôi. Còn cái phần text thì các bạn tự xử lý. Text thì nó có hai dạng. Một là title. Này nói chưa nhỉ? Đâu? Cái gì? Nếu mà em cắt nó to ra ấy, thì cả cái hình bên trên kia nó cũng thành, nó cũng có cái này lớn. Cái hình bên trên là sao? Cái này á? To hơn. À bởi vì ấy, bởi vì em không mở khóa đây. Thì nhá, cái background nhá. Nếu mà mình cắt như này ấy, là chính cái layer đấy sẽ được tô thêm cái màu để nó rộng ra. Thế này. Còn nếu mở khóa rồi ấy, cắt thì nó khác. Đấy, mở khóa hay không mở khóa hoàn toàn khác nhau nhá. Thấy không? Nó chỉ có một cái layer này thôi. Nó không bị nới rộng ra. Ví dụ là bây giờ mình làm chữ này. Chữ nó có hai dạng, một là title và hai người ta gọi là paragraph. Đây. Title và paragraph. Title là dạng gì? Paragraph dạng gì biết không? Title nó là tiêu đề. Còn paragraph nó là đoạn văn. Ví dụ như nhìn đấy thì đây là đoạn văn. Hiểu chưa? Còn tiêu đề ví dụ như là cái gì nhỉ? Chuyện Chí Phèo cái gì chẳng hạn. Đây thì ví dụ với những câu tiêu đề thì các bạn đánh kiểu khác. Ví dụ như là tiêu đề title này thì các bạn chuyển kích chuột các bạn đánh đúng không? Ví dụ như là Chí Phèo. Rồi. Theo đi. Thì đây là đánh tự do. Các bạn phóng to thu nhỏ thoải mái. Tiêu đề mà. Chí Phèo này. Làng Vũ Đại này. Ok, đây là dạng đánh tiêu đề. Còn nếu mà các bạn làm đoạn văn bản chẳng hạn thì các bạn phải dùng công cụ text và các bạn quét chuột để thành cái khung như này. Đúng không? Thì khi mình có đoạn văn bản như này rồi thì các bạn sẽ copy cái nội dung của các bạn dán vào. Ví dụ như là ở đây mình không có à? Đấy nhá. Lướt ở đây là thế nào? Đấy. Hồi nãy nghe. Không có rồi. Đại khái mình kiếm một cái mình paste thử với các bạn xem. Lăn cái này nguy hiểm lắm. Làm tự nhiên đến cái bọn nó live stream cũng không ngủ. Đây. Phần mềm C này, ví dụ các bạn có một đoạn văn các bạn dán vào này. À cái này là ấy à. Thôi rồi đây, không dán nữa. Mình sẽ đánh đi. Rồi, to quá, cho nó bé lại. Ôi giời, khoảng cách dòng. Khoảng cách dòng thì một là các bạn ấn phím, hai là các bạn mở cái bảng hỗ trợ này lên. Các bạn để cái này còn khoảng độ là bao nhiêu thôi. Rồi. Đây, thì đại khái đây là cái gì nhỉ?
còn gì nhá, nếu mà quét chuột thì mình vừa nói nó gọi là para gì nhỉ, grab. Còn đánh theo kiểu đơn các bạn kích chuột, các bạn đánh tự do ấy, nó gọi là tiêu đề. Thì tiêu đề được cái là căn chuột t ấy, phóng to thu nhỏ ấy, thì nó thay đổi này. Còn paragraph ấy, các bạn chỉnh sửa của nó ấy, là nó theo cái gì nhỉ, cái khung đúng không, tức là phóng to thu nhỏ cái khung này thì cái nội dung của các bạn nó sẽ nhỏ gọn lại đấy. Thì hai cái đấy là hai cái đặc biệt của gì nhỉ, hoặc là bên Illustrator này các bạn cũng hiểu thế. Bên lúc này các bạn muốn làm cái tiêu đề thì các bạn chỉ cần kích chuột, các bạn đánh ví dụ như là bài báo số 1 thế. Còn nếu mình muốn tạo nội dung ấy thì các bạn sẽ quét chuột và các bạn dán vào như này đúng không. Đấy thì tiêu đề nó khác, tiêu đề các bạn bấm vào nó co giãn nó khác như này. Còn nếu mà cái đoạn văn thì co giãn nó như này. Thế thôi, chú ý thế nhá. Thì đây cái bài này các bạn sẽ xử lý cho mình cái phần trên này nó là gì nhỉ, theo dạng là paragraph, nhớ đấy, paragraph. Thì với paragraph thì đương nhiên là các bạn sẽ có những cái liên quan, ví dụ như là các bạn căn trái, căn giữa, căn phải, hoặc là các bạn mở cái bảng paragraph lên, các bạn có căn đều như này rất nhiều đó. Thì phần t này các bạn có mấy cái các bạn biết hết rồi, phông chữ này, kiểu chữ này, kích thước này, trái phải, màu sắc, t cong này kia đúng không. Ok, thứ nhất là các bạn làm cái bài báo này nhá, một này. Thứ hai là mình sẽ làm về cái phần bitmap mode. Đây, bitmap mode mục đích để các bạn tạo ra các cái dạng như này. Cái này dùng rất nhiều, ví dụ các bạn thiết kế bóng đèn điện quang hay gì, hay là dạng đông, hoặc là các bạn thiết kế background của DJ, hoặc là background của một cái gì đấy nó sôi động, thì các bạn cần dùng cái dạng chấm như này. Thì để làm cái dạng này các bạn sẽ ví dụ như cái này đi, có nhớ cái này không nhỉ, cái này bài control t đúng không. Thì ví dụ như là một cái sản phẩm đồ như này, người ta cần in một cái mẫu của cái bao bì sầu riêng lên đây, thì các bạn phải có cái cách xử lý cái quả sầu riêng này thành cái hình ảnh dạng như này đó, để khi in ra ấy thì nó thành như này đấy, sầu riêng bốn mùa này chẳng hạn. Thì nó bảo là đây quả của tôi đây, bây giờ bạn làm sao để cho mình in thành như này đi. Nếu mình in quả cả quả và nó bảo không được, vì in cái việc các tông này nó sao nhỉ, nó chỉ có được hai màu thôi, nó chỉ máy chỉ in được hai màu thôi, thì nó không in được như kiểu các bạn tán nguyên quả này vào nó khác đấy, nên là nó bắt các bạn phải xử lý thành hai màu. Còn mình thì mình đã thiết kế xử lý thành hai màu này, nó in được đấy. Thì các bạn làm cách nào thì trong phần bitmap mode này có rất nhiều trò các bạn làm. Ngoài ra các bạn tạo được các hiệu ứng dạng như này, đây Adam Levin như này, hoặc là một số hiệu ứng khác hấp dẫn hơn đại khái như này. Thì mình học đồ họa ấy, chắc chắn sẽ có lúc các bạn phải làm bài như này, vì đây là cái bài chân dung các bạn tưởng tượng nhá. Ví dụ như nhìn cái ảnh này ấy, thì cảm giác nó hợp với cái chữ S Weekend này, còn nhìn cái ảnh dạng như này thì nó lại hợp với cái ông gì nhỉ, Steve Jobs. Thì cái này yêu cầu của mình là làm đồ họa mình sẽ phải có một bài là gọi là làm bài chân dung như này. Thì đại khái để làm cái này thì một là các bạn vẽ tay, các bạn tô tay lại được. Còn nếu mà các bạn biết máy thì các bạn làm như này, cái này làm nó cũng hơi phức tạp. Còn nếu mà mình làm theo cái dạng ở đây chẳng hạn đấy, như này nhá, thì các bạn dùng bitmap mode. Thì bitmap mode như này, bây giờ mình lấy cái này đi, thả vào Photoshop. Thứ nhất là các bạn cần chuyển chế độ. Hôm trước mình dạy các bạn chuyển cái trái tim thành chế độ RGB, các bạn vào đâu nhỉ? Image mode, các bạn chuyển về, hôm trước nó là index đúng không? Để chuyển về cái này. Thì hôm nay mình sẽ không chuyển từ cái khác sang RGB mà mình chuyển từ RGB sang cái khác. Các bạn chuyển qua grayscale là đen trắng. Ok. Các bạn tiếp tục email mode, các bạn chuyển về bitmap. Đó, bitmap là một cái chế độ chỉ có hai màu duy nhất đen và trắng. Đây đại khái là như này. Đại khái là như này. Đấy. Thì các bạn có cái ảnh dạng này. Thấy chưa? Để các bạn làm thiết kế đồ họa hoặc các bạn làm poster, làm rất nhiều cái khác liên quan đến cái bitmap này được. Ok chưa? Đấy, vì sau khi mà các bạn chuyển được hình ảnh như này rồi thì các bạn muốn làm việc bình thường, các bạn lại vào email mode chuyển quay lại về cái gì nhỉ? RGB. Đúng không? Đấy, vì mình chỉ cần sử dụng bitmap này trong cái trường hợp là các bạn làm hiệu ứng ảnh thôi. Hiểu chế độ bitmap này là sao nhỉ? Chỉ duy nhất có mấy màu? Hai màu, đen hoặc trắng.
đúng không? Thì nó sử dụng hai màu đấy để nó tạo ra hình ảnh cho các bạn. Nó nhiều là cái ngưỡng màu trước mình cho các bạn làm cái bài ông ấy, nó chỉ có tạo ra hai màu thôi. Rồi nhá. Thì thứ nhất là cái phần đây, cái phần này các bạn cần ghi lại nhỉ. Phần 1 là bài tập sách này cần ghi không? Ghi trong phần bài 10 nhá, nó có mấy cái mục. Các bạn ghi cái gạch đầu dòng đầu tiên là làm bài sách này. Mình chỉ các bạn mấy cái cần nhớ làm bài sách. Nhất làm bài sách này, bài tập sách. Một là bài tập sách. Thì để làm tập sách này có một số yêu cầu. Thứ nhất là các bạn thay đổi cái gì nhỉ? Cái màu của cái file gốc như này. Thì để các bạn hòa trộn cho cái layer này thành cái gì nhỉ? Thành cái màu mới ấy. Thì các bạn dùng cái cách nào nhỉ? Click Dupe Layer, chọn chế độ gọi là Color Overlay. Đúng chưa? Đấy, sử dụng cái Layer Style Color Overlay để các bạn hòa một cái màu mới cho gì là layer nhá. Cái này các bạn tự ghi theo cái cách kiểu các bạn ghi nhanh thôi. Color Overlay hòa màu. Chờ, rồi, một là như thế. Tiếp theo này, để các bạn cắt được cái hình ấy, cái này chắc không phải nói đâu. Chú ý là cái gì nhỉ? Cái layer khóa và không khóa khác nhau nhá. Thế không phải nói nữa, một là như thế. Còn ngoài chỗ nào đấy thì các bạn tự tính. Thứ hai là chữ nó có hai dạng. Cần ghi không? Một là title, title là tiêu đề. Đấy, mình biết những cái này nhá. Và hai là cái gì nhỉ? Paragraph là dạng đoạn văn. Rồi đấy, chú ý ghi đấy vào. Một là dạng title là tiêu đề đối chữ ấy. Thì các bạn đánh title dạng tiêu đề, còn paragraph đoạn văn. Thì dùng paragraph thì các bạn dùng text quét chuột thì nó ra cái paragraph. Thế thôi. Để tạo ra cái khung thì các bạn dùng công cụ T quét chuột. Để tạo ra đoạn cái khung thì các bạn sẽ dùng công cụ text và quét chuột. Được chưa? Và để chỉnh sửa paragraph cho nó hấp dẫn hơn thì yêu cầu các bạn mở thêm cái bảng paragraph. Các bạn sẽ ấn cái mục là gì nhỉ? Window. Đâu nhỉ? Paragraph. Để các bạn mở này lên. Nhá. Thì khi các bạn mở được cái paragraph này lên thì các bạn có thêm nhiều tùy chỉnh. Thế thôi. Nếu muốn sử dụng paragraph hợp lý thì cần phải mở thêm cái bảng paragraph. Rồi, ok. Đó như vậy. Một là cái thằng bài tập sách này. Cái phần tiếp theo các bạn sẽ chú ý nó là bitmap mode phần 2 nhá. Bitmap mode chế độ ảnh chỉ có hai màu đen và gì trắng. Bitmap mode chế độ ảnh chỉ có hai màu đen trắng. Thì để các bạn làm việc như thế này, các bạn cần mở cái ảnh lên và các bạn vào email đó. Thứ nhất là để chuyển về chế độ viên mode, các bạn vào email mode chuyển qua chế độ grayscale, sau đó mới chuyển qua được bitmap nhá. Vào email mode chuyển ảnh về grayscale. Ôi toàn soạn văn như này à. Ôi cái lớp này đầu tiên gặp cái lớp dạng này. Các bạn vào email mode chuyển về grayscale,
sau khi grayscale thì mình mới chuyển qua được bitmap. Nhớ đấy, chuyển qua trung gian grayscale trước. Rùa đánh thì toàn đánh được một chữ xóa với hai chữ cái gì rồi. Bitmap này thì các bạn chuyển qua bitmap, nó ra một cái bảng là bitmap đấy. Các bạn output là cái đầu ra, tức là cái ảnh mới sẽ nét bao nhiêu nhá. Mình sẽ để cái ảnh mới ra là nét 300. Cái cách làm việc của mình có rất nhiều cách làm việc, các bạn chọn cách làm việc là 50 cái độ, gọi là cái ngưỡng màu này, 50% ngưỡng màu này, chất liệu này. Cái này là cái gì thì không biết được. Có loại là halftone screen thì các bạn thường là hay dùng halftone screen để nó ra hiệu ứng. Ví dụ mình chọn là 50 threshold chẳng hạn. Đây, đặt ok. Thì chỉ như này thôi. Nói nhiều là cái bài trước các bạn làm thôi, không gì khó cả. Mình có email mode chuyển về bitmap, các bạn thay vì các bạn chọn là 50 thì các bạn chọn là button leader chẳng hạn. Đấy, thì nó chỉ cho các bạn thêm button. Thì tốt nhất trong bài này các bạn sử dụng là email mode chuyển về bitmap. Và cái mục method là cái cách sử dụng, các bạn sẽ chọn nó là gì nhỉ? Halftone screen. Đấy, chú ý này nhá. Ra bitmap này, cái mục output là cái đầu ra, các bạn để 300 pixel trên hình nếu mà muốn nét. Và cái cách sử dụng thì các bạn sẽ chọn nó là halftone screen. Đi vào. Ghi rõ này vào lúc nào mà làm bài thì quên thì vào đây xem nhá. Halftone screen. Thế rồi, được chưa? Rồi, đánh mãi không xong. Nghe đánh xong chưa? Đấy nhá, ấn ok. Ra cái bảng halftone screen. Thì nói chung halftone screen là cái nhiều trò nhất nên nó ra thêm cho các bạn một cái bảng nữa. Các bạn có cái frequency là cái độ sai số này, có angle là góc nghiêng và có shape là hình dạng. Các bạn để độ sai số càng nhỏ thì cái hạt của mình nó càng lớn. Ví dụ mình để độ sai số là 10, góc nghiêng là 45 và cái hạt của mình chọn là hạt gì nhỉ? Round là gì? Tròn. Đó thì các bạn có như này, độ sai số là 10, nghiêng 45 và hạt tròn, ấn ok. Thì các bạn sẽ có cái dạng như này. Hiểu chưa? Đấy. Với dạng như này các bạn chắc đã một số lần các bạn để ý sẽ có trường hợp các bạn gặp. Như này. Ok, đấy, thì trong mục này email mode chuyển về bitmap, các bạn có mấy cái bạn chú ý nhá. Đây, ghi vào, ra bảng halftone screen. Ấn vào method, chọn halftone screen, xong nó ra lại cái halftone screen như này thì chỉnh tiếp. Nhìn nguyên bên cạnh nhìn không thấy gì ạ, zoom ghi đây. Frequency, angle, shape 300 nếu mà muốn nét. Nó hiểu là em tạo file mới ra ấy. Không, đấy nhá, thì nó có mấy cái các bạn hiểu bản chất thôi, không cần phải bắt buộc. Cái giá trị này càng, cái frequency này càng nhỏ thì cái hạt càng lớn. Nhá, frequency là cái độ như là độ sai số ấy. Thì các bạn để càng nhỏ thì cái hạt càng lớn. Cái angle là góc nghiêng và cái shape là cái hình dạng, có rất nhiều hình dạng để các bạn làm việc ở đây.
Đó, ví dụ như là mình chọn nó là đấy nhá, frequency là 6,7, angle 45 và hình của mình sẽ chọn nó là dạng hình square đi. Hình round này cũng được. Đấy, hình tròn. Đấy, ok, các bạn có này. Thấy chưa? Đó. Thì sau khi có này rồi thì các bạn sẽ vào email mode chuyển về grayscale email này. Sau lại email mode một lần nữa, các bạn chuyển về RGB. Thì khi về RGB rồi các bạn có thể tạo layer mới. Ví dụ như cái ảnh này mình muốn hai màu chẳng hạn đấy, thì các bạn tạo layer mới ra. Và trên layer mới này các bạn đổ màu và các bạn hòa trộn. Như này. Đó, hòa trộn nó là multiply hoặc là screen. Thấy chưa? Thì bạn được cái dạng ảnh như này. Nhiều hơn thì em phải mất công em chia mảng nhiều hơn. Ví dụ như là bây mình có màu đỏ này nhá. Bây trên lớp màu đỏ này mình muốn cái mặt này nó là màu khác, hoặc là cái tóc màu đen đi chẳng hạn đấy, thì các bạn phải chia mảng nhiều hơn để nó mờ mà. Ví dụ như là chỗ này mình muốn nó là màu xanh chẳng hạn, thì mình phải vẽ thêm vào. Ui giời, đấy chỗ này đi. Rồi. Đấy. Hiểu chưa? Kiểu kiểu vậy. Tuy nhiên ví dụ như là mình làm một cái poster hay là cái gì đấy, hoặc là các bạn làm một cái hình ảnh như kiểu là tác gì đấy, thì các bạn làm kiểu này hấp dẫn hơn, đúng không? Ví dụ các bạn đánh thêm 75 năm hay gì ấy chẳng hạn, 75 ví dụ như là giải phóng là cái gì? Cuba, Cuba nghe Cuba Bắc, Cuba cách Việt Nam chẳng hạn đó, thì bạn có này 75 năm Việt Nam Cuba chẳng hạn. Rồi. À, mình sẽ để cái này thành màu đen. Đấy thì ví dụ là cái chữ nó là màu này, các bạn một là kích đúp đây, các bạn bật luôn hòa trộn là color và lệnh được. Nó thành màu đen luôn. Này, ok, bật thêm mấy cái bóng đổ viền sợi chốc điên đảo lên. Đấy. Thấy chưa? Đấy thì đại khái là các bạn sẽ có một cái dạng như này. Đúng không? Nó sẽ hấp dẫn hơn, nó mang tín hiệu đồ họa nhiều hơn nha. Đó thì đại khái là đây đấy, Adam Levine này, thì trong này các bạn sẽ sử dụng cái dạng sọc, trong này nó nhiều dạng lắm, các bạn chuyển dạng khác chắc chắn được cái này luôn, được chưa? Hoặc là ví dụ trường hợp như này. Chuyển về grayscale trước, hoặc là ví dụ như trường hợp như này nhá, những cái dạng trường hợp như này thì các bạn theo các bạn là nó theo dạng gì nhỉ, hình tròn à, thì các bạn nhận thấy ví dụ như là để làm cái này ấy, đấy nhá, phân tích này, cái ảnh gốc nó như thế này, cái ảnh gốc nó như thế này, ở trên này sợ không nhìn thấy nhỉ. Đây mình thấy những phần tóc là cái phần tối, những phần mắt này tối này, thì mình thấy là những cái phần tối thì nó sẽ có xu hướng là gì nhỉ, nhiều cái hàn hơn. Đây là cái đấy, đấy thì đây hoặc là chỗ này các bạn nhìn sẽ nhận thấy, để ý nhá. Đấy ví dụ như sợi tóc này chẳng hạn, mấy sợi tóc này thì chỗ này tối này, chỗ này sáng này, khi mà dùng hiệu ứng ấy thì những chỗ tối nó sẽ có cái hàn màu đen, chỗ sáng nó sẽ là gì, hàn màu trắng, đúng chưa? Ví dụ như là để các bạn làm thành cái này thì theo các bạn làm cách nào để nó ra được cái hình như này, thì chỗ này phải là phần tối, chỗ này phải gì nhỉ, phần sáng đúng không, thì phải tô bằng cái gì, brush đúng không? Đó thì mình sẽ tạo cái file mới ra trong shop này, các bạn tạo file mới, các bạn hoặc là các bạn tạo layer mới đi. Ví dụ trường hợp này nhá, mình sẽ sử dụng cái brush. Các bạn sẽ tô màu
Ví dụ như là mình dùng brush to như này các bạn tô màu vào. To hết cỡ luôn đi. Đấy, thì các bạn có này. Tự thế. À, sau đó các bạn vào filter, nếu mà các bạn vào image ấy, mode chuyển về bit grayscale này, sau đó các bạn dùng bitmap cũng được. Đấy, image mode chuyển về bitmap. Đây các bạn chọn 300 halo screen 6.745 hình dạng tròn này chẳng hạn. Ok, các bạn định dạng này. Thì cái này cũng được. Nhưng mà có một cái trò làm hay hơn. Các bạn vào filter tiếp. Cái mục là pixelate và các bạn có luôn gì nhỉ? Color halo. Lúc nãy nó là halo screen. Còn đây là color halo. Thì vào trong này làm hay. Các bạn đã làm cái pixelate này bao giờ nhỉ? Dùng cái mosaic mãi rồi đúng không? Thế nên mình dùng cái color halo. Nói chung cái menu này là menu dạng gì nhỉ? Dạng hạt. Đúng chưa? Menu này menu mờ, còn menu dạng hạt như này thì các bạn chọn là color halo. À, các bạn sẽ để cái hạt lớn nhất là mấy pixel, vì hạt lớn nhất là 15 pixel chẳng hạn. Cái kênh của nó mình sẽ để bằng 1 hết, gọi là ok. Các bạn để cái này. Đấy. Thấy chưa? À, mình sẽ tạo lại nhá. Filter pixelate và các bạn chọn color halo. À, cái này mình để 15 mà nó hơi bé. Mình để cái này khoảng độ 40 đi. Đấy, ok, các bạn được cái này. Hiểu chưa? Thì sau khi mà các bạn có này rồi ấy, làm cách nào thành nhiều màu như kia nhỉ? Nhớ cái nó nhiều màu không nhỉ? Ờ, cái này là nhiều màu. Đây, nó như này đi. Thì làm cách nào? Khoanh vùng chọn à? Bờ rút. Các bạn dùng B này, brush này, màu vàng này. Các bạn tạo lên mới ra. Nhưng mà đây nó đang là... Lúc nãy không anh chuyển về gray rồi, các bạn chuyển về nó là RGB. Vì gray nó là màu gì nhỉ? Màu xám đúng không? Nên là mình tô màu nó không ra màu được. À, ví dụ các bạn phải tô lớp mới như này. Đấy. Màu xanh nè. Hồng nè. Màu méo như gì nhỉ? Cam nè. Thế thì các bạn sẽ hòa trộn khử đen. Đó là Sergin tiếng Anh này. Hiểu chắc chưa? Còn nếu mà làm cái này Benilup thì mình cũng thể hòa trộn được. Hoặc là cùng lắm là chơi trong mặt nạ. Đúng không? Thiếu gì cách. Đấy nhá, shop là kiểu khác, như là kiểu khác. Nhưng mà shop này nó có cái thằng Brut là nguy hiểm. Tô màu hay là làm thế rất nhiều trò mèo với thằng Brut như này. Thì các bạn có này rồi, các bạn làm nhiều cái. Ví dụ như các bạn làm dạng đông hay là các bạn làm về thiết kế thì đấy. Đúng không? Của Hà đang mấy năm làm dạng đông. Hiểu không ạ? Rồi nhá. Đấy thì các bạn ghi thêm một cái cách để các bạn làm gì nhỉ? Tạo dạng hạt nữa. Để tạo ra một cái dạng hạt thì các bạn thể vào menu tiếp theo này. Filter Pixelate và các bạn chọn Color Halo. Ghi vào. Ghi nhá. Để tạo thành dạng hạt, các bạn thể vào một menu mới là Filter Pixelate và Color Halo. Được chưa? Ờ, trong này có mấy cái option. Các bạn thứ nhất là Mask Radius là cái gì tự nhiều đúng không nhỉ? Kích thước hạt. Mask là gì? Lớn nhất đúng không? Đó. Còn cái channel này các bạn muốn để màu đen thì các bạn để màu hết. Còn nếu mà để nhiều màu thì các bạn để xuống lung tung đi.
kích thước là lớn nhất và tất cả channel các bạn đều một. Cái này cần nhá, cái nào đồ họa bắt buộc biết nhá, sau này đi ra làm hay gì đó nó có nhiều vái cần dùng cái dạng chấm chấm này cực. Đó, ví dụ thế đi, ok. Các bạn đừng cái này. Còn đâu chuyển màu đấy thì các bạn tự làm nhá. Nhiều màu. Thì bây giờ mình thử làm cho khác. Mình sẽ kiếm một cái ảnh nó hấp dẫn hơn. Mong là bảo cái ảnh hấp dẫn hơn nhưng mà không dám mở. Mở cái này đi. Đây, ví dụ như là Adam Levine. Anh này đẹp trai nhất năm nào hay sao ấy. Thì các bạn sẽ làm như thế, ví dụ filter Quizlet của các bạn chọn color halftone. Mình sẽ thay vì mình dùng 11 mà các bạn để xuống lung tung. Rồi ok, các bạn được cái này. Đấy. Cái này là cái hình như là cái kích thước hạt nó bị sao nhỉ, 40 pixel hơi lớn. Vì cái file bên này của mình là nó sao nhỉ, nó nét hơn. Đúng không? Đây là kích thước hạt 40 pixel không là gì cả. Bên này các bạn thể email các bạn chuyển về email size mình tăng lên khoảng độ là 200. Xong mình sử dụng lại email vào filter Quizlet của các bạn chọn color halftone. Đấy, ví dụ này đi, mình sẽ không để 40, mình để 30 đi, 20 này đi, ok. Đấy. Thì các bạn có dạng như này. Thấy chưa? Rồi. Thì các bạn nhân đôi này lên. Một cái các bạn sẽ cho nó trở về quá khứ. Hãy về quá khứ đi anh yêu đi chẳng hạn. Mình sẽ thả cái này về đây, đại khái là như này. Thì các bạn sẽ có một cái bình thường và một cái như này. Thì với cái nó có màu này, các bạn làm rất nhiều trò. Ví dụ như nếu các bạn học đồ họa thì các bạn bịa ra như này đi, mình Ctrl Z này lên chẳng hạn, thế chẳng hạn, và mình cắt một nửa ở đấy đi. Đấy, ví dụ thế. Nếu mà mình làm mấy miếng nữa xong các bạn đánh thêm tách trước thì đây là anh ví dụ thôi, anh làm này nó không hợp lý lắm. Hoặc là nếu mà mình để toàn bộ này chẳng hạn đấy thì các bạn đánh thêm chữ DG hay DG gì đây chẳng hạn thì có thể hợp lý hơn. Các bạn gõ trên Google Color Atom, nó có nhiều cái option cho các bạn để ý nha. Đây. Đấy, dạng như này, đúng không? Ví dụ như cái này các bạn làm được rất nhiều trò, làm hình đèn hoặc là cho chui vào chữ hay cái gì đấy. Đấy, làm dạng đồ họa như này. Ok. Ok chưa? Đấy nhá. Thì đó là cái phần về color halftone. Cái tiếp theo nữa là các bạn chú ý mục thứ ba, nó là canvas size. Đi tiếp nhá. Canvas size. Tiếp theo này, canvas size. Đặt ảnh vào size mới nhá, canvas size. Đặt cái bức hình hoặc là đặt cái file shape sang một cái file mới. Có file mới. Có kích thước mới. Nha. Cứ làm thì hiểu, cái này định nghĩa nó mới là nhỉ. Canvas size là gọi là có giãn cái size của cái ảnh ấy. Nó cũng giống một dạng crop nhưng mà làm nó hơi khác một tí. Canvas size. Thì mình sẽ cho các bạn cái ảnh ở đây. Trang này học cùng lớp Hà không nhỉ? Đây ví dụ này nhá. Thì với cái cô gái như này, yêu cầu các bạn chuyển nó thành cái gì nhỉ, cái hình nền màu xanh, và các bạn xử lý cái gì nhỉ, cái khu vực tóc tai linh tinh đi. Đấy, đại khái này. Cái này giống thua không? Em này nhìn hơi giống thua không? Hà thua không? Thì thứ nhất là cái ảnh như này ấy. Các bạn để các bạn làm ảnh thẻ thì hồi trước mình dạy các bạn là các bạn với cái ảnh kia làm sẵn rồi không nói,
với cái ảnh cùi bắp như này các bạn thì các bạn phải xử lý một số cái cơ bản, ví dụ như là ánh sáng bên này nó hơi tối này, bên này hơi sáng thì tự mà quay vùng chọn và gì nhỉ, tiêu diệt thôi. Các bạn sẽ ship F6 cho nó như này ra, các bạn tự tính nhá, ví dụ nó đến khoảng tầm này nó khoảng độ là bao nhiêu nhỉ, 50 pixel thì bạn ship F6 bạn để khoảng 50 là ok. Sau đó bạn chỉnh nó control gì cho sáng nhỉ, L để hơi sáng một tí, cẩn thận sáng quá nhá. Còn nếu mà không may nó sáng quá chẳng hạn thì các bạn đảo lại, control shift y đảo lại thì nó hất sang bên này đúng không, thì mình lại control L bên này nó hơi sáng hơn tí. Cái này cẩn thận là nguy hiểm, là thế nào nó bị lỗi đấy. Rồi cái này đi à, thì đại khái như thế, cái này là anh chỉnh gọi cho nó có thôi, còn đương nhiên là nếu mà làm thì nó sẽ chúng ta bên này nó hơi tối thì bạn thể control L bạn đại sáng đấy. Rồi được đấy. Cái phần tách như này thì các bạn dùng cái tẩy số 59. Cái tẩy số 59 là cái tẩy nó có cái gì nhỉ, cái răng này đúng không, tẩy con hươu đó, cái tẩy thì cái nó có cái sợi thì các bạn tẩy trên phía này đi, nín thở tẩy nhá. Đấy, nín thở đi, nín thở tô màu ấy. Để hết cho tóc. Kiểu vậy. Chuyển biến. Gọi là cho nó biết. Chưa để làm đẹp, làm cho nó có hoàn toàn nó khác nhau nhá. Nên là nhiều cái các bạn phải làm cho nó có. Còn cái nào bắt buộc làm đẹp thì nó cần kỹ thuật nhiều ấy. Đúng không? Phải làm. Thế thôi, ví dụ này đi. Còn nếu bạn nào biết pen thì các bạn dùng pen. Chắc bài hôm sau mình sẽ dạy các bạn về pen thì chắc là phải đổi cái bài hôm sau sang bài hôm trước rồi. Đây đấy, ví dụ thế, đây là tạo bừa nhé, các bạn không nhất thiết phải làm lại được, các bạn làm miễn sao nó ra được cái canvas size được. Đây này mình gộp hai này lại, control E lại các bạn có này. Còn nếu mà các bạn muốn nó dẫn hơn, các bạn sẽ sử dụng lý quý phi. Các bạn ấn thêm Ctrl Shift X. Lý quý phi. Lý quý phi để làm gì? Lý quý phi để bóp mặt. Đúng không? Thì ví dụ ở đây nó hơi lõm, các bạn đẩy ra một tí. Một tí cho nó béo hơn. Hả? Bóp này à? Đấy, ví dụ thế đi. Thì trong cái công cụ lý quý phi này nó có mấy cái, ví dụ như là thay đổi này. Cái này là về zin này. Ví dụ như các bạn đẩy này chẳng hạn nhá. Các bạn dùng này để các bạn về zin. Thấy chưa? Nó về zin. Cái này là cái hút, có cái này là cái phình. Thấy không? Hút để làm gì? Hút để các bạn hút cái chỗ này lại chẳng hạn. Đấy. Mình để nó hút nó bé, các bạn hút một ít vào. Thế thì, hoặc là cái cằm. Thế chẳng hạn, hút được, đẩy được. Hoặc là cái nhân trung mắt mũi này các bạn thấy không hợp lý nào đấy thì các bạn xử lý. Tự thế đi à, ok, hoặc là tóc này nhá. Tóc cái này mà nó có vấn đề thì mình đẩy búa nó ra này. Đấy. Ok. Rồi, thế thế thế. Nó là lý quý phi. Ok thì bạn có ảnh dạng này. Vậy đi, đây là mình ví dụ thôi. Thì các bạn chú ý thêm cái mục mới là gì nhỉ? Filter lý quý phi. Đúng không? Để làm gì? Bóp. Cái này là lặp lại lệnh lý quý phi. Đặt chuột F. Thấy chưa? Đấy nhá, thì các bạn chú ý thêm là để thay đổi cái hình dạng của layer ấy, thì các bạn sẽ ấn lý quý phi. Ctrl Shift X. Có bóp. Cái này chuyên filter đúng rồi, filter để cái phim, cái này dành cho người cày rất nhiều tác dụng. Liquid. Thank you.
hiểu chưa? Liquid. Ok. Ví dụ giờ mình có cái này đi. Bây giờ mình sẽ cắt thành A4. Đại khái là mình sẽ phải dùng crop cắt thành gì nhỉ? À, cứ mất cắt thành 4x6. 4 cm và 6 cm. Đó. Thì cắt như ảnh kia thôi. Có nhớ cách cắt này không nhỉ? Một cái là cắt tự do nén pixel và một cái là nén theo xác định. Đúng không? Nhớ chứ? Thí dụ như trong trường hợp này mình đây là mình cắt nó tự gì nhỉ? Tự nén. Thì bạn có này, các bạn cần, nếu mà các bạn làm như bài trước là các bạn cần phải email, các bạn kiểm về email size đúng không? Xem cái pixel mới là bao nhiêu. Chưa. 1000. Rất nhiều. Thì ví dụ nếu mà làm trường hợp này các bạn phải copy được cái số 1000 này xong mình tạo file A4 mới có 1000 đúng không? 1000 này nó hơi thừa, chả cần thiết đến 1000 đâu. Nếu mà một số cái trường hợp ví dụ cái bức ảnh này 4x6 nó tự nén thì các bạn thấy là đến 1000 nó hơi lớn quá thì các bạn cắt lại còn mấy trăm được. 300 được. Thì không nhất thiết phải đến 1000. Mình chỉ để nó tự nén ở những cái bức ảnh nào mà nó có ít số lượng pixel thôi. Bức ảnh nào nó có nhiều pixel thì các bạn để cắt thành 300 được. Đấy nhá. Ok. Thì với cái thằng như này bây giờ mình nếu mà mình muốn cảnh thẻ ấy, thì bạn tạo bốn, các bạn tạo ra đặt ra. Nhưng mà bây các bạn có trò là gọi là email và các bạn chọn là canvas size. Canvas size. À, các bạn sẽ canvas cái ảnh này sang cái size mới là 21:29 và đặt ở góc bên trái, ấn ok. Thì các bạn sẽ có cái này luôn. Đấy. Hiểu chưa? Cái này chuyên làm ảnh thẻ với chính xác này. Thì mình chỉ cần canvas size nhân và nhân. Sau khi bạn có bao nhiêu cái này, mình có thể chọn tất cả các layer này. Các bạn chọn nhá. Trên này cho các bạn cái gì nhỉ? Cái gì đấy? Căn gióng đúng không? Thì các bạn chọn đây là căn theo chiều thẳng hàng chiều ngang. Còn chia đều khoảng cách nữa là cái nào? Cái này. Đúng không? Chia khoảng cách ra. Hiểu chưa? Đấy, nó sẽ chia khoảng cách. Ok. Thế các bạn làm cái này, muốn làm cái 3x4 thì nhân ra xong đại khái là mở cái thước ra, xác định một cái khoảng nó 3x4 bằng cái thước như này. Sau đó mình thu nhỏ cái ảnh này trong khoảng 3x4 đấy, làm một cái hình thể. Hiểu hơn chứ? Rồi nha. Đấy thì các bạn chú ý để sao nhỉ? Canvas size thì các bạn sẽ vào email. Canvas size là an control C. Thế này là canvas size. Trong mắt của Hà như mắt Hàn Quốc, mắt cái kiểu ướt ướt đau đau. Trông giống ấy đấy, giống mấy em Hàn Quốc đấy. Khả năng Hàn Quốc đi cắt mí cũng nhiều nhỉ. Nhìn mắt kiểu mắt Hà. Cắt ngay còn kịp. Thế nhá, ăn Ctrl C. Nó ra cái bảng này. Nó ra cái bảng canvas size thì các bạn có new size và cái gì nhỉ? Địa điểm đặt cái ấy của bạn đâu. Nó khác crop đúng không? Crop thì phải tạo mới, đặt sang lằng nhằng. Cái này chỉ cần cái gì nhỉ? Canvas size. Phát là xong. Còn nếu bạn nào không canvas size nhá thì các bạn chơi trò khác. Các bạn chơi trò là các bạn cắt như này đi. Ví dụ như là đang này rồi, 46 này. Các bạn dùng cắt quay lại cắt thành bao nhiêu nhỉ? 21 và 29. Rồi, bây giờ mình cắt như này. Nhưng mà cắt như này thì mình nó sẽ đặt cái ảnh này sang gì nhỉ? 21:29 nhưng mà cái chỗ này chưa chắc là 4x6, nó không hay bằng đúng không? Tốt nhất là các bạn nên gì nhỉ? Canvas size thì cái file gốc của bạn nó đang 4x6, đặt phát sang 21:29 luôn, chuẩn hơn. Thế thôi. Nhá. Đó thì bạn làm cho mình một cái dạng như này nữa bằng canvas size. Ảnh thẻ chuyên làm cái đấy. Hả? Đấy. Hiểu bản chất chưa? Có một số khác nữa liên quan đến cái phần cắt ghép bóng điện. Cái gì vậy? Cái nào cái canvas size vậy? Hả?
mở khóa layer. Đâu? Đâu là thử làm nào. Nó bé nó ở em trong cái khu này. Chứ không được to khu mà đấy. Cái đấy là cho anh làm nhiều cái như này này. Ừ. Em phải nhìn đâu cả. Đây là layer thông minh à? Đây là thử làm lại từ đó như nào. Bây giờ em định bây giờ em muốn em sẽ làm trải nghiệm cả. Đây ví dụ đấy nhá. Đó mấy cái phần bài 10 này có nhiều cái để các bạn làm đồ họa nhiều hơn. Bây một cái bài của bác như này đi. Tí nào. Ở đây mình sẽ có một cái file shop như thế này. Thì đây là ghép ảnh. Không bắt buộc các bạn phải ghép giống, cái giống này rất là nhằng. Nhưng mà đại khái là các bạn phải tạo ra một cái hình ảnh như này. Thì bạn cần những cái gì? Ở đây các bạn cần có cái bóng điện, đúng không? Cần có cái bàn và cần có cái nền. Cộng ba cái này vào nhau, kết hợp linh tinh vào thì nó thành cái này. Đấy, nhưng mà mình sẽ phải sử dụng thêm một số cái kỹ thuật khác. Thứ nhất là các bạn tạo cái màu đen trắng. Đây, ví dụ các bạn sẽ có dùng cái kỹ thuật là tạo cái màu đen trắng từ tất cả các cái đối tượng như này. Đấy. Ngủ quá à. Chơi game rất là tính. Thì cách làm như này, bây giờ các bạn học thêm một số cách nữa. Nào, tiếp nhá. Cái phần tiếp theo này, căn ghép bóng điện. Toàn những kiến thức ấy thôi, để các bạn làm cho nó nhiều, cho nó dẻo tay thôi. Cắt ghép bóng điện nào. Vốn cắt ghép bóng điện. Cái camera raw dạy các bạn chưa nhỉ? À. Hả? Kéo thử chưa? Camera raw. Tiếp theo cắt cái bóng điện này. Cắt cái bóng điện. Thì ở đây mình cấp cho các bạn bây giờ cái ảnh, các bạn sẽ xử lý nhá. Đầu tiên là mình cắt cái này thành đây camera raw, các bạn tự chỉnh. Open đi. Mình sẽ để cái file này nó thành hình vuông. Mình sẽ làm theo kiểu Intagram. Intagram như này. Các bạn thả tiếp này vào. Thì yêu cầu các bạn cắt cái này ra. Cắt này ra thì các bạn cắt bằng cái gì tùy các bạn. Các bạn cắt bằng pen hay là các bạn cắt bằng cái công cụ L. Mình sẽ cắt bằng L. Các bạn sẽ cắt. Cắt. Đấy, thì bây giờ cắt làm sao để lấy được cả phần M khi cắt này nữa, là nhiều chuyện. Chứ không phải là cứ cắt. Ví dụ nếu muốn cắt cả mờ kia thì kỹ thuật nó hơi cao hơn. Còn bây giờ mình cắt thì các bạn cứ thế các bạn cắt nó thẳng này đi. Còn tí nữa các bạn làm mờ lại. Không sợ. Các bạn copy, các bạn paste sang đây. Đây. Ctrl T thu bé và bóp một số cái cần thiết. Ví dụ như cái này. Cái men, bóp tiếp xuống. Gọi là cái này đi. Rồi. Thì bây giờ mình làm mờ theo các bạn làm mờ kiểu gì? Khoanh vùng chọn blur à? Nếu bạn không muốn khoanh vùng chọn blur thì các bạn sẽ dùng cái giọt nước. Giọt nước nó nằm trong cái ngón tay mà các bạn đẩy cái bài 78 ấy. Thì các bạn dùng giọt nước này các bạn. Gì? Giọt nước tác dụng làm gì nhỉ? Làm mờ đúng không? Các bạn tăng cái sức mạnh stretch nó lên. Đương nhiên công cụ nào nó cũng phải có option để các bạn làm việc mạnh hay yếu. Chứ các bạn làm sao mãi mãi một cái giá trị được. Thì các bạn tự nhiều cái các bạn mò phát được mà. Đây, thằng này. Rồi ok, dụ như thế. Tiếp theo mình sẽ có bóng điện, các bạn cắt. Cắt bóng điện này thì nó cũng không phức tạp lắm. Cắt bằng cái quick này đi. Gọi là bây giờ mình làm tốc độ nhanh. Các bạn sẽ làm cái quick. Quick là nằm trong cái nhóm đũa thần. Rồi, dụ như thế. Ok. Chỗ này thì các bạn dùng hình tròn bạn thêm vào là được.
đó nha, tự bú lửa nha, nó hiểu chọn quả cà chua thôi. Rồi thì sau khi bạn có này rồi thì mình Ctrl C. Ôi chết. Rồi Ctrl C và các bạn sang này các bạn dán vào. Đó, Ctrl T mấy cái cơ bản xoay hướng đi. Như này. Rồi. Bây giờ theo yêu cầu ấy thì các bạn thấy là sao nhỉ? Cái này nó phải tối hơn, cái này phải tối hơn và tất cả thành đen trắng. Thì các bạn thể chỉnh cái file này theo kiểu là các bạn, một là các bạn chỉnh trực tiếp layer, hai là các bạn chỉnh bằng một cái layer điều chỉnh. Bây giờ mình cho này tối nhá. Các bạn chỉ cần Ctrl U các bạn kéo tối hoặc là Ctrl L. Đúng không? Ctrl L đi. Kéo tối. Hoặc là Ctrl U đi. Kéo tối được. Cho nó thêm lệnh gì nhỉ? Blur. Blur theo dạng máy ảnh là gì? Lens blur. Các bạn kéo ra. Ok. Hình được cái này. Đấy. Bây giờ đến cái phần đen trắng. Thì để đen trắng ấy, nếu các bạn chọn từng cái, các bạn biến đen trắng như này. Chọn cái này biến đen trắng, chọn cái này biến đen trắng. Thì nó sẽ khó chỉnh hơn là cái việc các bạn chỉnh một phát cả ba cái đen trắng. Theo các bạn làm sao chỉnh một phát cả ba cái đen trắng được? Một là các bạn phải Ctrl E này đúng không? Thành một lớp. Nhưng mà các bạn nghiên cứu thêm một cái mới gọi là layer điều chỉnh. Ngay phần bảng layer này nó có một cái mục là gì nhỉ? Đen trắng như này, các bạn bấm đây các bạn chọn layer điều chỉnh là black and white. Đâu nhỉ? Đây, black and white. Tức là đen và trắng. Các bạn thêm một layer điều chỉnh đen trắng vào đây. Thì cái layer điều chỉnh này nó có tác dụng điều chỉnh các cái layer bên dưới. Layer nào nằm bên dưới nó sẽ bị thành đen trắng hết, còn layer nào nằm trên nó không bị. Ví dụ như cái layer điều chỉnh này mình kéo xuống dưới cái quả bóng điện thì cái này sẽ sao nhỉ? Không bị ảnh hưởng. Hiểu chưa? Thì các bạn nghiên cứu thêm sử dụng cái này mới dần đấy nhá. Layer điều chỉnh. Layer điều chỉnh này sử dụng rất hay. Ví dụ như là bây giờ mình muốn cái này nó tăng cái độ sáng tối. Các bạn sử dụng một cái layer điều chỉnh nó gọi là lever, là control gì nhỉ? L. Thì với cái layer điều chỉnh này các bạn sẽ chỉnh cho nó sáng hơn, tối hơn. Đấy, thì mình thấy là chỉnh phát là cả mấy cái đều ảnh hưởng nhỉ? Cả ba cái ảnh hưởng luôn. Thấy không? Đấy, chứ không có chuyện là các bạn chỉnh từng cái một nó không chính xác. Thì các bạn dùng layer điều chỉnh. Rồi. Thì đại khái là khi mình chỉnh cái này là các bạn sẽ nhìn thấy một số cái sai biệt này. Mình kéo màu mà thấy cái bóng điện này kéo mãi mà nó chưa tối hẳn đấy. Thì tức là cái bóng điện này nó quá sáng. Có hiểu không nhỉ? Nó là cái thằng ghép vào nên nó sẽ bị nhìn phát là nó sáng quá, sai quy định. Thì mình có thể chỉnh riêng bóng điện này Ctrl L hoặc là Ctrl M cho nó tối bớt đi. Rồi, đại khái như thế này. Đấy thì các bạn thấy là cái sản phẩm của bạn nó sẽ ra nhỉ? Nhìn nhá. Nếu mà các bạn để màu ấy, các bạn nhìn các bạn chưa phân biệt được đâu là gì nhỉ? Cái nào sáng nhất, tức là cái này nó có bị sai không? Mình ghép ba cái này thì cái này mình nhìn nó hơi sáng, nhưng mà muốn gọi là nhìn nó khác hẳn đấy thì tốt nhất là các bạn nên chơi trò này. Các bạn nên gì nhỉ? Ctrl L các bạn kéo. Thấy không? Làm gì có cái ảnh nào ghép vào mà làm gì có cái ảnh thật nào mà kéo mà còn nguyên bóng điện này đúng không? Ít nhất phải còn cái bàn hoặc là một cái nền. Do đây là mình ghép đâm ra là cái này nó bị sáng quá. Đấy thì các bạn kiểm tra kiểu đấy. Thì các bạn có thể là Ctrl L các bạn kéo cho này nó tối trước đi. Đấy thì khi mà nó tối như này thì đương nhiên là sao nhỉ? Nó hợp hơn đúng không? Các bạn mở thêm cái layer điều chỉnh đen trắng, mở thêm cái layer điều chỉnh là tăng độ tương phản. Đó này. Hai cái layer điều chỉnh này các bạn có thể group lại. Ctrl G đó. Các bạn đặt tên nó là gì nhỉ? Đen trắng. Đấy. Nếu mà sau này các bạn muốn làm màu, các bạn lại tạo các layer điều chỉnh khác. Ví dụ các bạn tạo layer điều chỉnh là color balance là Ctrl B. Với color balance này mình chỉnh nó nhiều là xanh xanh, vàng vàng như này đi. Đấy, các bạn có một cái màu như này. Mình lại tiếp tục mình dùng cái khác, ví dụ như là về hue saturation chẳng hạn. Các bạn kéo màu nó bạc đi, kéo màu nó hơi tông khác đi. Hơi tối hơn. Đấy. Thì các bạn có hai điều chỉnh, một là cái color balance và một cái gì nhỉ? Hue. Hai cái này tạo ra cái nhóm màu này đẹp. Các bạn group hai này lại, đặt tên nó là gì nhỉ? Màu sắc.
Thì ví dụ như là nếu mình cần cái nào ấy, các bạn chỉ cần mở cái đấy lên. Ví dụ mình cần đen trắng, các bạn mở đen trắng. Cần màu sắc, các bạn mở màu sắc. Hiểu chưa? Mở lề vốc, các bạn nó không thay đổi. Đấy, thì dùng cái nhóm như này, sau này các bạn blend màu thế. Ví dụ như là các bạn blend màu, các bạn làm bằng bên shop hoặc là bên Lightroom đấy, thì đây ví dụ bên shop như này đi. Thì các bạn có cái ví dụ gói ảnh như này. Thế chẳng hạn. Các bạn sẽ tạo ra cái layer điều chỉnh đầu tiên là gì nhỉ? Level. Các bạn chỉnh ánh sáng nâng lên. Rồi ok, các bạn tạo layer điều chỉnh khác, nó gọi là ví dụ như color balance chẳng hạn. Đấy, mình làm mấy cái cơ bản thôi. Xanh và vàng, highlight mình để vàng vào này đi, ok, nó ra mùa đông này đi. Thế thì bạn có thêm một cái nữa, ví dụ như là về Huế mình chỉnh nó màu vàng thành màu khác đấy nhá. Thì đại khái là các bạn có ba điều chỉnh này, các bạn group lại xong, các bạn group ba này lại nhá. Ctrl G, đặt tên nó là gì nhỉ? Mùa thu. Mùa thu đó. Lại tạo như cái khác. Thí dụ mình đến cái ảnh này mình thích cái mùa thu thì các bạn chỉ cần bật gì nhỉ, cái mùa thu lên, hiểu chưa? Đấy, cần cái mùa đông bạn bật mùa đông lên thì nó group cho các bạn tổ hợp cái chỉnh màu trong một cái gì nhỉ, cái group như này bằng layer. Thế thôi, thì ấy bài này các bạn làm như vậy. Còn cái phần tối thì các bạn tự làm nhá. Tự làm là nó tối này không tô màu, tự tô đi Nga, tự tô. À, nó nhiều, bài nó nhiều. Tí các bạn về luôn, các bạn phải làm bài tập không sợ. À, tỉnh ngủ chưa? Nói thế tỉnh ngủ. Không, bài 10 này nó hơi nhiều. Bài 10 này toàn kiến thức nó lạ hoắc. Anh xem lại bài 10 này. Thế nhá, đại khái là các bạn phải tạo ra các cái màu sắc liên quan. Rồi, đại khái thế đi. Thì khi các bạn có cái phần này tối hơn này, phần này tối hơn thì các bạn mở cái đen trắng lên, nó sẽ ra cái như này. Có tự làm một phần này tối không? Các bạn chỉ cần vẽ thêm màu đen đây thôi. Đặt vào đây. Vào phần dưới này các bạn dùng một nút vẽ bóng đổ vào là xong. Còn vẽ như này là mỗi người vẽ một kiểu. Đấy nhá. Thì các bạn làm được cái phần đại khái như này. Màu sắc các bạn mở lên. Đấy. Nhá. Ok men. Rồi. Cái bài áo này thôi chả làm được. Thôi bài áo này thôi. Hai cái bài này chắc là hôm sau học. Đây có này. Tuyết tuyết này. Tuyết này. Mock up này. Ngoài ra còn camera raw. Thế nhờ xem chú ý phần thực hành thôi. Thì yêu cầu các bạn chuyển từ một hình ảnh này thành cái như này. Đấy. Thế này thực chất là shop dành cho kiến trúc. Nhưng mà cách làm của nó thì vẫn vận dụng những cái các bạn đã học. Chuyển cái ảnh này thành tông màu xanh, chuyển cái gì cái cỏ thành tuyết, vẽ thêm tuyết và làm thêm gì nhỉ, tuyết rơi. Thì dùng những cái gì để các bạn làm cái này? Đây mình sẽ làm ví dụ các bạn xem. Thứ nhất là mình sẽ cho cái ảnh này thành màu khác, các bạn Ctrl U đi, chọn màu yellow các bạn kéo thành màu xanh, chọn màu green các bạn kéo thành màu xanh. Các bạn chọn tổng thể, các bạn kéo bảng màu đi. Đấy, đại khái là như thế này. Các bạn kéo làm sao nó ra màu lạnh thì tùy các bạn nhá. Ctrl U hoặc Ctrl B thì tùy.
Bây giờ cho tất cả này thành cái phần tuyết thì các bạn khoanh vùng chọn vào. Cái này làm khoảng độ 5 phút. Ôi chết, 6 phút mất rồi. Làm những bài này nó là cái cách gọi là, đây ví dụ mình có này. À, bây giờ đố bạn biết làm sao từ cái cỏ này thành tuyết. Không, bây giờ phải dùng cái này, dùng cái ngón tay, ngón tay và dùng cái đầu bút số 59 thần tài lớn, các bạn tô vào như này, thấy chưa? Đó, các bạn tô nó không vào cái gì nhỉ? Phần này được bởi vì nó có cái ấy rồi, đại khái như vậy. Những chỗ nào muốn nó sáng hơn thì các bạn dùng brush, các bạn cho nó tí màu sáng vào. Thế đi, đấy. Thế nhá. Thế đi. Đương nhiên là khổ quá buông rồi. Một xít chưa? Rồi này nha. Rồi ok, đấy. Tuyết nha. Rồi, đấy, ví dụ vậy. Cái phần này các bạn làm như thế. Bây giờ đến cái tuyết. Làm sao tạo ra cái tuyết này được? Vẽ vào. Đâu nhỉ? Đang mở cái này. Nhìn này. Đây. Làm sao vẽ thêm được cái tuyết này? Vẽ hay là ghép? Vẽ được không? Ghép hơi có vẻ là nặng nặng đồ đấy. Chú Nhật vẽ nhá. Vẽ thì mình sẽ tạo layer mới và mình sẽ vẽ vào. Các bạn giới hạn khu vực này và các bạn dùng brush, các bạn tô màu vào. Thế thôi, brush nó cứng vừa thôi, các bạn tự tô màu nhá. Đó. Rồi. Có này, sau đó các bạn có cái layer màu này, màu trắng này, khóa nền. Và bắt đầu các bạn tô cái màu gì nhỉ? Màu tối vào. Đấy. Đại khái là như này. Thấy chưa? Tức là tự vẽ. Bình nghiệm tự vẽ. Bây giờ đến cái tuyết rơi. Tuyết rơi thì lấy đâu ra tuyết này? Mình cấp cho bạn cái này. Cái này lấy đâu ra nhỉ? Noi. Thì ví dụ mình có một cái nhiễu như này, các bạn thả vào trong. Ở đây các bạn sẽ ấn Ctrl L. Các bạn kéo tối tăng lên, sáng tăng lên. Bao giờ nó chỉ còn hai màu gì nhỉ? Trắng và đen như này. Thì khi mà còn hai cái trắng và đen như này rồi thì các bạn sẽ cho nó cái lệnh gì để nó thành tuyết rơi nào. Đây nó chưa rơi đâu, nó chỉ là rỗng thôi. Đúng rồi đấy. Và mù với cái dáng đấy. Đấy nhá. Các bạn vào filter blur và motion blur. Cho nó như này. Thấy không? Và sau khi mà có này rồi thì các bạn cho nó gì nhỉ? Hoàn trọng. Sergit. Thế chẳng hạn. Thì cái này là nói mình có thể Ctrl L, các bạn kéo sáng hơn tí nữa. Tối hơn tí nữa. Đó. Ví dụ như này. Có rất nhiều trò khác. Ở đây chỉ là mới là một layer. Mình nhân thêm một layer nữa và các bạn cho nó lệnh. Ví dụ như là filter pixelate và các bạn chọn cái dạng hạt nó là glittery đây chẳng hạn. Đấy, thì nó dạng như này. Ok, nó vỡ vỡ ra như kiểu cảm giác gió thổi vào ấy. Rồi. Nếu mà nhân hai layer này ra, đâm ra là nó bị đều, các bạn có thể lật các bạn nha. Lật ngang, lật dọc. Được rồi, đây lật là được. Đấy, đều nhau. Rồi, thử thế đi. Rồi, kiểu vậy.
Đây là do các bạn thấy cái hạt như này ấy, nó quyết định bởi cái gì? Tại sao một cái ảnh của mình hạt nó bé như này mà ở đây ấy, cái hạt của mình làm lại to? Là bởi vì quyết định bởi cái gì nhỉ? Cái noise này. Cái này mà cái lượng cái gì nhỉ? Cái những điểm trắng này nó to ấy, thì cái hạt của mình nó to. Điểm trắng nó nhỏ, hạt nó nhỏ thì các bạn thể tạo ra cái noise bằng việc các bạn tạo lên mới ra. Các bạn sử dụng tự tạo noise được. Các bạn vào filter noise, add noise xem. Noise nhá, và add noise. Ví dụ như là mình sẽ tạo ra một cái noise như này. Đó. Ok. Mình gói này đi. Đây. Nếu mà các bạn làm luôn này, bây giờ mình sẽ thử chỉnh này. Ctrl L luôn đấy. Như này. Thì nó bị cái là cái hạt của nó không có hạt này hạt kia, tức là nó cứ chấm chấm bằng nhau hết. Mình nên cho nó blur một tí, filter nhìn nhá, Ctrl L bây giờ nó như thế này. Còn khi mà filter blur chẳng hạn, Gaussian blur một tí. Ôi giời. Filter blur và chọn Gaussian blur. Đây nó hơi mờ này chẳng hạn đấy. Đấy thì các bạn thấy là đầu tiên là hạt chấm chấm này đúng không? Mình tăng lên thì bắt đầu nó sao nhỉ? Nó lan nhiều màu trắng ra hơn. Đấy, ok, thì bạn có cái như này. Thì từ cái như này mình cắt chân L thì mình thấy nó sao nhỉ? Nó có cái núi vòng lên vì nó có nhiều pixel màu khác đúng không? Tăng sáng lên. Tăng tối đi. Đó. Ví dụ khi mà bạn có này rồi thì các bạn dùng filter blur và motion thì nó lại khác. Đúng không? Ctrl L cho này sáng lên. Thấy chưa? Đấy thì từ hai cái như này các bạn hòa trộn là screen thì nó thành này đấy. Thấy chưa? Đấy, tức là nó sẽ khác nhau một tí thôi là nó sẽ thành cái hình mới. Nha. Đấy cần ghi những cái này không? Cái này dễ rồi đúng không? Cái này tự làm nha. Cái này làm để gọi là cho biết mấy thêm mấy cái trò nữa. Đấy. Chứ còn cái mock up chắc nói các bạn mãi rồi. Biết mock up rồi đúng không? Tức là người ta sẽ có cái mẫu này trên mạng, các bạn chỉ cần thay cái này thành cái của các bạn là xong. Nó là layer gì nhỉ? Thông minh đúng không? Đấy thì mình sẽ tìm đến cái layer thông minh của cái file mock up. Và các bạn kích nút vào, các bạn thay đổi đi là sẽ có sản phẩm. Đúng không? Thì học đồ họa, nếu mà các bạn muốn gọi là review một cái gì đấy thì các bạn dùng mock up. Mình sẽ thay cái sản phẩm này vào để các bạn thành cái này. Ừ, IE á. Hiểu chưa? Cái này Uyên biết không nhỉ? Chưa biết à? Đại khái là như này. Người ta sẽ cung cấp cho mình một cái file Photoshop. Trên cái file shop như này nó có các cái layer. Trên file shop này có các cái layer sao nhỉ? Nó nằm đúng cái vị trí. Mình chỉ cần chỉnh sửa nội dung của cái layer này thành cái hình ảnh của mình. Có nhớ layer thông minh không? Đúng không? Tức là thực chất nó là những cái layer thông minh nó nằm nghiêng như này. Mình chỉ cần sửa cái nội dung của cái layer thông minh này bằng việc kích đúp vào. Và sau đó mình nhấc cái hình ảnh mình vào trong cái layer thông minh đấy. Và cuối cùng tắt đi sao nhỉ? Lưu lại. Thì cái layer thông minh đấy sẽ được cập nhật cái giá trị mới. Đấy, thì bên ngoài sẽ như này. Cách làm thì cũng làm rất dễ. Ví dụ như là các bạn muốn làm một cái mock up rất dễ nha, các bạn chụp một quyển sách. Xong các bạn tạo một cái hình chữ nhật. Như này. Đây. Đó, mình sẽ tạo một hình chữ nhật như này. Mình sẽ biến nó thành thông minh. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào trong thông minh ấy. Mình chỉnh sửa, ví dụ trong thông minh mình sẽ vẽ như này. Đấy, vẽ rồi. Này nhỉ? Đấy, ví dụ thế. Các bạn tắt đi, yes. Thì ngoài như này đúng không? Thì nếu bên ngoài này mình lại đi mình Ctrl T, mình bóp méo này. Chẳng hạn. Đây. Thì mình có một cái layer thông minh bị hút này. Bây giờ muốn sửa thì lại kích gì nhỉ? Kích đúp vào trong thông minh. Mình lại sửa. Thế chẳng hạn. Thế đi, ấn tắt đi, yes. Bên ngoài nó sẽ như này. Hiểu chưa? Đấy là cách tạo ra một cái mock up.
thì mình làm cũng được mà các bạn sử dụng cái trên mạng được thì trên mạng nó xử lý hết cho các bạn rồi, có nhiều cái layer hỗ trợ cho các bạn để làm sao cho giống nhất, đúng không? Đấy nhá. Hả? Đau em sẽ gọi là download mockup là xong. Mà không phải mỗi bài nhá. Đấy các bạn, ví dụ như là sau này các bạn học bài gì nhỉ? Bài tối học chưa? Cả visit chẳng hạn. Cả visit đi. Các bạn sẽ có download mockup cả visit. Ví dụ này khách người ta bảo là em ơi làm cho anh cái cạc, thì các bạn chuyển down này về cho các bạn thay cái gì nhỉ, hai cái nội dung của layer thông minh này thành của các bạn nó sẽ thành hút này, đúng không? Dễ thôi, down về thế này là cái file shop người ta làm hết rồi, mình chỉ về mình nhai lại là xong. Đào nào tùy nhá. Đây cái này. Đào loan. Đặt cái núi. Cái gì? Trời ơi mấy cái đào loan này 367.000 này, 272 người đào cái này. 2 1 không. Sao ở cho làm cái mock up của cái cạc không biết được. Chai rượu này có mock up à? Nếu mà làm bác rượu mà dùng mock up như này được thì đỡ phải hiểu xem nó in ra như thế nào. Nhưng mà cái này mua mất 22 đô à? Thôi chị không mua nữa, quay lại luôn. Rồi ok.